Bài 19 thực hành trộn dầu giấm bằng rau xà lách. Ở cái bài này chúng ta cần phải chuẩn bị một số cái nguyên liệu sau. Thứ nhất, đó là chúng ta cần phải chuẩn bị đó là 200g rau xà lách. Xà lách ở đây khi mà các bạn đi chợ hoặc là nhờ người thân đi chợ ấy, thì các bạn lưu ý là phải chọn xà lách to bản, dày, giòn, lá xoăn để trộn. Cái thứ hai đó là mua 30g hành tây tương ứng với lại một củ hành tây á. Tiếp theo đó là 50g thịt bò, nếu thích thì chúng ta cho thịt bò vào, hoặc là nếu đối với gia đình nào ăn chay thì chúng ta không cho thịt bò vào cũng được, không sao cả. Có thể chúng ta sử dụng hải sản, ví dụ như tôm, mực hoặc là thịt heo, đó tùy theo sở thích của mỗi gia đình. Tiếp theo đó là chọn cà chua chín. Cà chua ở đây lưu ý chọn loại cà chua dày cùi và ít hột. Chuẩn bị một muỗng cà phê tỏi phi vàng, một chén giấm, 3 muỗng đường, đường cát trắng, 1/2 muỗng cà phê muối, muối iốt nha, 1/2 muỗng cà phê tiêu đã xay nhuyễn, 1 muỗng dầu ăn, rau thơm, ớt xì dầu hay được gọi đó là nước tương. Đó là những cái nguyên liệu chúng ta cần phải chuẩn bị để hoàn thành cái bài thực hành trộn dầu giấm rau xà lách. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về quy trình thực hiện. Cái giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn chuẩn bị. Trong cái giai đoạn chuẩn bị này đối với rau xà lách thì chúng ta tiến hành nhặt, rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 10 phút, vớt ra vẩy cho ráo nước. Thịt bò chúng ta tiến hành thái lát mỏng, ướp tiêu, nước tương, tiến hành xào chín. Hành tây chúng ta tiến hành bóc vỏ, rửa sạch, thái mỏng, ngâm giấm đường, giấm kết hợp với đường. Trong đó thì có 2 muỗng giấm cộng với lại 1 muỗng đường, chúng ta hòa sẵn nha. Cà chua chúng ta tiến hành rửa sạch, cắt lát, trộn với 2 muỗng giấm cộng với lại 1 muỗng đường. Đó là giai đoạn 1 các bạn cần phải làm những công việc trên. Giai đoạn 2 đó là giai đoạn chế biến. Chúng ta tiến hành làm nước trộn dầu giấm. Sẽ phải chuẩn bị như sau: 3 muỗng giấm cộng 1 muỗng đường cộng với 1/2 muỗng cà phê muối. Khi đã chuẩn bị sẵn được cái nguyên liệu trên, chúng ta tiến hành đó là khuấy tan vào một tô hoặc một chén. Đó, khuấy tan đều khi nào đường và cà phê muối nó hòa tan. Tiếp theo chúng ta cho tiếp cái hỗn hợp trên với 1 muỗng dầu ăn, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê tỏi phi vàng. Sau đó chúng ta tiến hành khuấy đều. Được chưa? Khuấy đều. Cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ tiến hành đó là trộn rau. Ở đây chúng ta sẽ cho rau xà lách, hành tây, cà chua và một cái khay to. Đổ hỗn hợp dầu giấm vào, trộn đều, nhẹ tay. Nhớ nha, trộn đều, nhẹ tay. Nếu mà chúng ta trộn mạnh tay quá sẽ làm cho rau xà lách, cà chua và hành tây nó bị nát. Đó là những lưu ý. Rồi, cái giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn trình bày, giai đoạn trang trí. Đây, đây là một món trộn dầu giấm bằng rau xà lách mà cô đã chuẩn bị, được chưa? Rồi, cái việc đầu tiên đó là các bạn sẽ tiến hành xếp cà chua xung quanh dĩa. Sau đó cho hỗn hợp xà lách vào, hỗn hợp xà lách mà chúng ta vừa với trộn ở phía trên. Rồi, tiến hành cho thịt bò lên phía trên. Rồi chúng ta trang trí thêm rau thơm, cà chua, tỉa hoa.
Rồi, đó là toàn bộ cái giai đoạn từ nguyên liệu đến quá trình trình bày. Rồi, khi trong quá trình tiến hành bài thực hành này, các bạn lưu ý cần chọn select to bản, dày, giòn, lá xoăn để trộn. Cà chua để trộn là loại cà chua dày cùi và ít hột hay ít hạt á. Có thể thay thế nguyên liệu theo yêu cầu của món ăn như lúc nãy cô nói. Đó là chúng ta có thể thay thế thịt bò bằng thịt heo hoặc là hải sản, đó là tôm hoặc là mực, tùy theo sở thích của mỗi gia đình. Hoặc là gia đình nào ăn chay thì không cho thịt cá hoặc là hải sản vô, tùy theo nha. Rồi, củng cố, đây là một số hình ảnh về trộn dầu giấm và rau xà lách. Ở đây người ta cho rất nhiều, ví dụ như dưa leo, cà chua, xà lách, rồi hành. Rồi, đây là hình ảnh trộn với hải sản, đó là mực. Các bạn nhìn rất là quen đúng không? Rồi, rồi đây là trộn với thịt bò, là thịt heo. Rồi, các bạn trả lời cho cô một số câu hỏi sau bằng hình thức trắc nghiệm. Câu hỏi số 1, nguyên liệu chính của món trộn rau xà lách là gì? Nguyên liệu chính. Cô cho các bạn 4 đáp án. A. Cà chua. B. Rau xà lách. C. Hành tây. Và đáp án D. Tất cả đều đúng. Rồi, các bạn suy nghĩ tầm 1 phút các bạn xem câu trả lời là gì đây. Lật ngược trở lại cái phần nguyên liệu xem. Đó. Đáp án nào? À, chắc chắn là sẽ đáp án D, tất cả đều đúng. Cà chua cũng quan trọng, xà lách quan trọng và hành tây cũng quan trọng. Câu hỏi số 2. Nêu trình tự thực hiện món xà lách trộn. Trình tự có nghĩa là bước nào làm đầu tiên, bước nào làm thứ hai, bước nào làm thứ ba. Chưa? Rồi, cô sẽ có những đáp án sau. Đáp án A, chế biến, chuẩn bị nguyên liệu và trình bày. Đáp án B, trình bày, chế biến, chuẩn bị nguyên liệu. Đáp án C, chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và trình bày. Đáp án D, tất cả đều đúng. Đáp án nào đây? Chắc chắn sẽ là chỉ có một đáp án. Để làm được cái món trộn dầu giấm và rau xà lách hoặc là bất kể một loại món không sử dụng nhiệt nào thì cái công đoạn đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu. Rồi, chuẩn bị nguyên liệu xong thì chúng ta sẽ tiến hành chế biến và trình bày. Như vậy đáp án C sẽ là đáp án đúng nhất. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sắp xếp các bước thực hiện theo đúng quy trình hay đúng trình tự. Đáp án A, đổ hỗn hợp dầu giấm vào trộn. Đáp án B, trộn đều tay. Đáp án C, cho xà lách, hành tây, cà chua vào dĩa. Đáp án D, trình bày. Sắp xếp trình tự nha. Việc đầu tiên cần phải làm là gì? Việc thứ hai, việc thứ ba và việc cuối cùng là gì? Trình tự. Đáp án nào đây cả lớp? Các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ phải cho xà lách, hành tây và cà chua vào một cái dĩa tô lớn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đó là đổ cái hỗn hợp dầu giấm vào trộn. Sau khi đổ hỗn hợp dầu giấm vào xong thì chúng ta cần phải chuẩn bị đó là găng tay, chúng ta trộn đều tay, giờ trộn đều tay. Và đáp án cuối cùng, cái cuối cùng đó là chúng ta tiến hành đó là trình bày ra một cái dĩa như vậy, C, A, B và D. Rồi, câu hỏi số 4. Khi làm nước trộn dầu giấm,
Câu 4. Khi làm nước trộn dầu giấm, bước đầu tiên cho chấm đầu tiên giấm, đường, muối, khuấy tan. Rồi chấm thứ hai đó là giấm, tiêu, tỏi, dầu ăn, tiến hành khuấy tan. Tiếp theo đó là giấm, đường, dầu ăn và muối. Tiếp theo nữa đó là giấm, muối, tỏi, tiêu và dầu ăn. Nào, bước đầu tiên nha cả lớp. Đáp án nào đấy? Bước đầu tiên đó là giấm, chúng ta cho đường, muối, khuấy tan. Đó là đáp án đúng. Rồi, đó là toàn bộ cái bài ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về thực hành trộn dầu giấm rau xà lách. Các bạn về nhà cần phải xem và chuẩn bị nguyên liệu dụng cụ thực hành. Các nguyên liệu được sơ chế phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chưa? Trong quá trình làm bài thực hành, chụp hình lưu lại và gửi hình ảnh cho giáo viên. Chụp hình lưu lại và gửi hình ảnh cho giáo viên. Nhớ giùm cô nha. Rồi, bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em hoàn thành tốt cái bài thực hành trên.